Cái máy này đâu có gì đâu, cái máy này nè, bấm lên đó edit for free. Cái thư viện này tôi có cho các đồng chí rồi, tôi chỉ dựng thôi. Ok, lên cái máy đó. Cái máy này thì cái chuyện mà cắt lỗ trên này cũng bình thường. Ở đây nó chỉ có một cái là nó làm cái khung cửa sổ ở trên này, là cái cửa lấy sáng này nè. Bây giờ chỗ này á, là giống như mình edit cái kia thôi đúng không? Giống như mình làm một cái cửa mình biết nó quay vòng vòng này nè. Rồi chứ, mình làm cái cửa bữa mình làm cửa sổ biết chuyện đó rồi. Còn cái cửa này, cái máy kiểu này. Cái máy này á, là cái máy mà nó bỏ độ dốc hết tất cả các cạnh xung quanh, nhưng chỉ có quyết định cái độ dốc bằng mũi tên xác định độ dốc. Mũi tên xác định độ dốc thì nó có cái chỗ này nè, chiều dài của nó và chiều cao độ trên giữa đầu và cuối của nó, đầu và cuối của mũi tên này, xác định cái góc tan alpha, cái góc cái chỗ mà cái độ dốc ở chỗ đó. Cho nên là như vậy, giờ mình làm cái dự án ra đây đi. Dễ mà, cái máy này rất đơn giản. Giờ tôi cho nó cái vuông đâu đó, vuông bình thường thôi, nhỏ xíu. Rồi leo lên trên đó, thảy cho nó một cái rút bằng con đường footprint, cho nó đua ra đây đi. Sau khi mà ta đã làm được cái máy đó xong rồi thì quét hết và bỏ đồ dốc. Bỏ đồ dốc thì đây nó có mũi tên xác định đồ dốc, bấm lên nó. Mũi tên xác định đồ dốc thì lúc đó phải một cái đầu của nó nằm trên cái đường này và kéo theo một cái hướng nào đó mà mình muốn. Chiều dài nó là do mình quyết định, được chưa? Dài này sửa được. Khoảng cách giữa đầu và cuối của nó, cái tail với cái head của nó lại là đang trên nó như khoảng vậy thì nó ra được cái máy đó. Nó ra cái máy đó. Tắt nó lên. Rồi chưa? Cái máy nó có gì xác định được. Bây giờ còn một cái máy nữa ở đây nè. Cái máy kiểu này á thì rõ ràng ta cắt ta làm được rồi. Hai cái. Chỉ còn một cái máy kiểu này. Cái máy này thì không có gì hết, rất đơn giản, bấm vô nó, edit profile thì đó chính là biên dạng ở chỗ này nè, rút qua. Nhưng mà tại sao nó ra được ở chỗ này là do đây nè, ngay cái góc chỗ này nè. Là do đây nè. Nó có sẵn này. Được chưa? Bây giờ tôi tiếp tục tôi giấu cái này nè. Tôi giấu nó. Hide in view. Anh em làm bên này là gì biết không? Chỉ cho nó một cái máy, nhưng mà nó là slot glazing. Edit profile, extrude qua đây. Extrude qua đây thì bây giờ chuyện còn lại là ta vẽ cutter và thảy boolean lên đó. Hiểu kịp đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ anh em làm lại này, anh vẽ một cái khối này, vẽ một cái biên dạng là đây nè. Giờ lấy đúng cái máy đó, edit profile, vẽ một cái biên dạng, nhưng mà để nó là slot glazing, dạng kiến. Nó trút qua đây rồi, sau khi nó trút qua đây nó ra cái miếng đó thì anh em làm chuyện gì? Là dùng ở trên này, dùng cơ tập đích vẽ vô đó và thả boolean trên này. Ok, rồi làm cái đó. Đây là một số cái mẫu cầu thang, anh em có thể coi thông số của nó. Nó set thông số của cái này như thế nào, nhìn thông số ở trong. Ok, rồi đó, cái mẫu này là tôi đã copy cho anh em trong cái thư mục tên là Matrix đó. Tên thư mục tên là Matrix, nó có những thứ này. Bây giờ ví dụ như đó, cái chỗ đó cho nó hoàn bên, nó có rất nhiều cái loại cầu thang khác nhau. Kiểu nó xét thông số kiểu nào thì anh em làm. Ok, đó, thì cứ thấy nó lại cái đó đi ha. Ở đây nó có một cái tên là, nó có một cái là Remitting Detail, dành cho anh em nào khai triển bản 2D. Nó có nhiều family, anh thích cái family nào nó nằm trong một cái gọi là, trên 23 nó gọi là Detail Item. Trong đó thích cái nào thì có thể copy nó. Còn giả sử nếu mà tôi muốn là nó đưa cái này, toàn bộ cái này qua một cái dự án mới, tôi nêu một cái dự án mới ra đây, tôi không cần phải làm gì nhiều hết. Qua bên Manage, nó có cái một cái tên là Transfer Project Standards, bấm vào đó. Nó hỏi là từ cái nào, từ cái Repeating Detail nè, nó lấy cái Detail Item thôi. Rồi ở đây nó có một cái Detail Item, có một cái, đây là Family đúng không? Có một cái nó nằm ở đó mà tôi chọn nó qua hết luôn đi. Tôi chọn từng cái một, cái mẫu tôi lấy, cho nên cái dự án mà người ta có, cho nên tôi cóp cho mấy anh em rất nhiều cái dự án mẫu người ta vẽ rồi, thư viện nó có rồi. Như vậy thì chỉ cần là gì, ở đây nó báo là một số cái vật liệu có một số cái dạng có sẵn rồi, nghi đè luôn thì nó đưa cái đối tượng nó qua. Vậy thì cái dự án, cái file mẫu mà xài chung trong công ty của mình nó sẽ rất nhiều, cứ tích lũy lần lần như đó. Các cái thư viện, từ cái plumbing feature, từ các cái bơm quạt cái gì đó, đồ cơ khí nó còn.
thư viện ở đây chi chít trong đó là kiểu kiểu chữ cái đồ cũng có, kiểu cái thước cũng có, khung tên có, cứ làm bản vậy thôi không xài đâu. Lót cái này đi family đi theo item nè, thấy không, anh em sẽ lôi cái đó, cứ lôi vô, nếu mà muốn xài thì cứ lôi nó qua thôi. Ở bên cái thư mục bên này là mục rừng, nó dành cho thí dụ ngay kể cả anh vẽ ngói. Bóc qua xài thôi để mình khai triển nếu anh cần, khỏi vẽ lại là có. Ở trên cái bảng 213 thì thật ra cái detail item của nó nhiều lắm. Trong bảng 213 nè, cái bảng này là trong đó ví dụ tôi insert, tôi load một cái family, trong cái detail item nó là anh em cố gắng xài rất nhiều thứ đó và rất rất chi tiết, có những cái đầy đủ thì tùm lum nó nhiều thứ lắm. Đây nè, đó vậy thì chúng ta lấy vô đó xài ha, size world. Còn nếu mà muốn ấy nữa thì lên cái trang, ví dụ ngay trong cái phần mềm nó lên trên này, nó có một cái mục là trong đó gọi là additional resources, nó có một cái gọi là Revit web content library, thì nó truy cập thẳng lên cái website của Autodesk, thì trên đó là một thư viện nhiều thứ để cho ta làm, kể cả các tiêu chuẩn khác nhau, select country, ok, rồi nó download lấy về nhiều lắm. Nhiều kinh khủng, cho nên là khi mà làm bạn khai triển bản vẽ 2D là lấy từ nó, anh em lấy cái đó một cái nữa, là cố gắng tận dụng nó. Ở đây nó có một cái nữa, ở đây có group form, ở đây group type, đây group type, ví dụ giả sử anh em thấy ngói đây nè, cái viên ngói này không phải là nó làm nó vẽ từng viên ngói đâu, nó vẽ chi cho nặng, thực ra nó vẽ được nhưng nó không vẽ đó, mà nhìn ở đây nè chính là gì, edit ở trên cái structure của nó đó. Ở trên cùng nó là một cái loại vật liệu, cái lớp hoàn thiện đó nó lấy cái mẫu tô là đây, mình sẽ lấy lại cái mẫu tô này của nó vậy đó, copy quăng qua, cho nên nó làm cái viên ngói ở đây đó. Toàn bộ cái viên ngói ở đây là anh em, đây là một số cái dạng group mà anh em có thể lấy được, được chưa? Vì điều này chúng ta sẽ làm tới đó. Còn nếu mà bữa tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm một thứ nữa, đó là hàng rào nè, spans và lan can ta dịnh cầu thang, nó làm dành cho nên kiến trúc vô ví dụ vậy cần, thậm chí mấy anh em lâu rồi xây dựng vậy lãnh nhà phố làm thì có thể là nó có nhiều thứ rất hay, chỉ có một chút thôi không sao hết. Thì chúng ta nói tới cái chuyện bữa tới tôi nói chuyện gì, phải không, ngoài cái fans chỉ chế này chút xíu à, thì lúc đó fan hay railing thì chúng ta sẽ nói tới một cái chuyện quan trọng, đó chính là view. Nếu anh không làm vậy tôi sẽ nói, bữa tới tôi sẽ nói chuyện cách xuất bản vẽ, xuất bản vẽ ra như thế nào nha, xuất ra kép rồi xuất bản vẽ 2D như thế nào, để nếu không thôi là vẽ chỉ với dòm chơi cho biết thôi. Đây là chính là cái hàng rào, nó lót hơi lâu à, đây là cái lan can tay vịn, là những thư viện này. Anh em nào thấy ở đây, ví dụ giả sử thấy nào đó được tôi sẽ chỉ anh em chế thôi, nhưng mà nếu anh em cảm thấy được thì cứ copy qua kia dán, hoặc là transfer toàn bộ nó qua manage này, vô trong này transfer toàn bộ vô, lấy đấy là từ cái vụ đó đó, lấy cái gì ở trong này transfer nó qua là vậy thôi, là lấy lại hết. Nhìn này cũng được đúng không, có đủ dạng để xài. Cái này là lan can và tay vịn cầu thang, nói chung là nó nó nhiều lắm. Rồi giờ chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là kết xuất bản vẽ. Thế thì bây giờ cái chuyện mà ở bên view nè, chúng ta nói chuyện là chúng ta phải khống chế hiển thị đối tượng như thế nào ở trong đó, các đối tượng ở trong đó đường nét như thế nào đó, để chúng ta có thể kết xuất nó đi ra ở bên chỗ chúng ta export nó đi ra những cái file CAD hay những cái file khác để chúng ta quản lý hoặc là xuất qua vô phần mềm. Thì cái chuyện xuất cái đường nét như thế nào thì anh em sẽ nghe rất nhiều. Có một cái nữa trong này đó là chúng ta có thể là có filter, chúng ta có một cái tên là phase và design option, tức là phương án thiết kế và các cái giai đoạn trong cái
quá trình mà mình thi công trong cái dự án của mình, các cái giai đoạn trong cái giai đoạn đó. Bắt đầu mình thấy ở đây, bây giờ trên architecture này tôi dựng cái mô hình rất đơn giản. Nay cái phần này là phần quan trọng mà, kéo ra đây, dựng đại cái nhà nào đó về bằng cái đơn giản đó, tôi dựng. Rồi giả sử là đây, trên này tôi cho nó một cái level nữa đó, anh em cho nó một cái level nữa, giả sử cho nó ngang bằng trên này luôn đi, lấy bằng này luôn đi, cho 4 mét nữa, lấy 8 mét. Bây giờ trên cái mô hình đó chúng ta dựng cái mô hình rất đơn giản ở đây. Tôi dựng một cái hình rất đơn giản luôn. Chiều cao của cái mảng tường nó lên đây. Cái chi để chủ yếu là để khống chế hiển thị thôi. Chúng ta nói khống chế hiển thị đối tượng như thế nào. Rồi vật dụng trong này component. Window. Và bằng cái tượng trưng đây, sàn. Trên này có cái sàn floor. Anh em có thể vẽ một cái mô hình đơn giản giống như vậy đó, tôi vẽ một cái mô hình rất đơn giản đó. Bây giờ lên trên tầng 2 tôi mới nói là bây giờ như vậy nè, lên tầng 2 tôi vẽ nó cái wall giống vậy nữa. Kéo từ đây ra đây nữa đây. Ở trên đó tôi mới vẽ cho nó cái sàn đi từ đây ra đây. Sao hết mặt lại. Bây giờ mình bắt đầu dựng để mình nói chuyện khống chế hiển thị nó. Rồi trên này ha, finish cái sàn đó. Yes. Thả đo vào đây. Về ba cái đo đó, window ở chỗ này. Mình sẽ hiểu đường nét rất rõ để có thể đưa qua phía bên kia đó. Giả sử đây con cái nữa. Rồi lên trên cùng này, anh em cho tôi một cái lên level 3, thảy cho tôi một cái máy nữa, cái rút bằng con đường footprint, đẩy nó ra đây khoảng 500. Máy này bữa trước là chúng ta đã biết cách dựng máy rồi đó. Bây giờ anh em dựng cho tôi một cái mô hình rất đơn giản giống như vậy đây. Đó là chính là cái mô hình này. Xong chúng ta sẽ nói tiếp cái chuyện khống chế hiển thị nó như thế nào. Anh em dựng cho tôi cái mô hình này ngay lập tức. Tất cả những cái đối tượng ở trong này, khi chúng ta kéo cái property ra đây mà chúng ta nhìn đây ở bên này nè, thì đây chính là những cái đặc tính, những cái thuộc tính của cái vùng nhìn này. Bởi vì nó mới gọi là property. Chúng ta bấm lên đối tượng này thì thấy thông số nó nằm đây. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta nhìn cái view này đó, chúng ta phải hiểu rất chính xác là cái đối tượng đó nó ra đường nét là bao nhiêu, chúng ta mới xuất ra bên két. Chúng ta xuất ra bên két thì nó ra đúng layer đường nét cho mình đó. Như vậy thì mình cần phải hiểu cái chỗ đó như thế nào. Thế thì trong đó các cái đối tượng này nè, để khống chế hiển thị của đối tượng đó, thì trong này nó có một cái chỗ chúng ta gõ lệnh VR, VG đó. Tất cả những cái đối tượng ở đây được khống chế hiển thị, khi mà bấm vào nó luôn luôn để là override. Override có nghĩa là cho chúng ta ghi đề, chúng ta làm sửa, chỉnh sửa khác đi so với cái mặc định. Cái mặc định nó nằm ở đâu? Mặc định nó nằm ở đây nè, nó gọi là offset style. Offset style là quy định chung của toàn bộ dự án. Các đối tượng được quy định hiển thị màu sắc đường nét như thế nào ở trong dự án là đây. Và trong công ty thì khi mà chúng ta làm một cái dự án mẫu, khi làm cái template mẫu cho công ty xài thì đường nét được quy định rất là rõ. Chuyện này trong công ty sẽ có một anh làm, nhưng mà khi chúng ta làm vậy đi để mà giảm cái khối lượng quản lý cho người ta thì lúc đó chúng ta cũng phải hiểu nó một chút xíu đã. Ví dụ nhìn vô đây nè, cái dãy offset style nằm đâu, anh em vô trong cái manage nó có một cái tên là offset style. Kế bên cái nút material nó có cái offset style. Bật đó lên, nó có mấy trang, 1, 2, 3, 4 trang. Cái bản 2.13 nó có thêm một cái trang nữa, những phiên bản trước không có. Tức là trong cái phần analytical model offset, tức là những cái đối tượng mà cho cái mô hình tính, mô hình sơ đồ tính, mô hình phân tích, thì nó sẽ khống chế đối tượng đó như thế nào. Đấy không? Rồi cái đó, trong đó thì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi nào anh nào vô cái phần structure. Thì có 3 trang là Model Offset, Annotation Offset và Imported Offset. Khi chúng ta import một cái file két vào thì chúng ta hiểu rất rõ là cái nét của cái layer đó màu gì thì qua bên vị bích nó sẽ là màu gì. Và ngược lại chúng ta xuất ra bên kia, khi chúng ta kết xuất ra ở chỗ này, chúng ta export ra, thì ở đây nè, nó có một cái chuyện export setup. Nó cho chúng ta set là đối tượng này ở bên Revit thì qua bên kia sẽ là layer gì, màu gì, đường nét gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đó. Bây giờ vô đây nè, anh em vô cái là visibility graphic, chúng ta thấy offset style nó có. Cái model offset tính là quy định hiển thị của tất cả những đối tượng hình học như bàn, ghế, giường, tủ,
dầm móng cột gì đó hay là chiller bơm quạt gì đó là nó là khống chế ở trang này. Cái annotation object là cái đối tượng khống chế cho cái chuyện là ghi chú kích thước, như giống như AutoCAD vậy đó, cho kích thước đánh chữ các ký hiệu nói chung thì nó sẽ được khống chế hiển thị trong cái annotation object. Ở cái imported object thì đối tượng mình import vô thì từ bên kia đối tượng nó vô nó sẽ ra màu gì, ở chỗ này nó có 16 dạng đường, 16 bề dày nét. 16 bề dày nét nó sẽ ứng với mỗi cái nét số 1, nó sẽ ứng với máy ly, biết rất là rõ, nó biết rất rõ cho đó màu gì, dạng đường gì đó. Vậy thì bây giờ chúng ta nói cái trang đầu tiên, cái offset style là như vậy nè anh em, bấm xuống. Giả sử tôi xuống mặt bằng, trên cái mặt bằng này anh em mới bấm nói là bây giờ á, nó có hai cái chuyện sau đây. Các đối tượng hình học bấm trải ra nó còn nữa. Giả sử trong trường hợp này tôi hay dùng cái đo, nó có rất là nhiều thứ, nào là cái đường hèm cửa, nào là cái ký hiệu mở cửa, rồi chiều lật chiều gì của nó có đủ hết. Cái này ở bên này nó có bề dày nét, bề dày nét nó có hai dạng là projection và cut, cũng có đối tượng đó nhưng mà đối tượng đó là projection thì cũng là nét số 1 nhưng mà nó là nó số ly nó khác, và cut thì nó khác. Như vậy thì projection là gì và cut là gì? Bên này là light color, màu, và đây là dạng đường. Dạng đường này hoàn toàn có thể chế được à, chúng ta sẽ nói chuyện đó. Thế bây giờ như vậy trên cái đo nó có projection và cut là gì nè. Khi anh em làm ở trong cái vùng nhìn này, quy định của dãy kỹ thuật tôi nói bữa trước rồi đó, quy định của dãy kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam là từ dưới sàn, biểu diễn mặt bằng sàn là từ dưới sàn lên chính đất, cắt ngang cho đó và hiển thị. Đó là quy định của dãy kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam, CBN. Ở trong Revit thì nó quy định như vậy. Trong Revit thì cái đó khoảng quan sát đó chính là view range. Cái view range đó được giới hạn bởi top và bottom. Cách plan của nó mặc định là 1m2. Anh em thấy nó khác rồi đó. Lúc đó mình nếu mà muốn làm đúng cái chuẩn Việt Nam này là đó về chính đất thì nó sẽ cắt cái đúng chỗ đó ra chính đất, là ra đúng cái mặt bằng theo đúng cái chuẩn Việt Nam. Cái vậy cái view range này thì bữa trước là chúng ta đã có nhìn qua một lần ở bên cái phần gọi là view custom. Sọt lên đây anh em coi Google. Cái khoảng quan sát đó là cái gì và tại sao nó phải có, đó là một cái chuyện mà đó là do cái đặc điểm của custom. Cái này bữa hôm trước là có coi rồi đúng không, thấy này rồi gì đúng không, bữa trước có coi rồi gì đúng không. Bây giờ bất cứ một cái đối tượng hình học nào, đối tượng nào mà nằm trong đồ họa máy tính nói chung thì nó phải đều đặt vô, nó do cái cách nó nhìn thôi, do cái cách nó quan sát thôi, thì nó không thể nào mà đồ họa máy tính năng lực của nó tính trong không gian vô tận được, nó phải tính cái đối tượng đó. Ngay cả trong 3D Max cũng vậy, nó chỉ giải quyết đối tượng nằm trong cái không gian quan sát của nó thôi. Như vậy thì luôn luôn trong 3D Max, anh nào học 3D Max thì nó có một cái là near clip plan và far clip plan đó, nó có cái khoảng quan sát ở đây. Ví dụ anh em nhìn lên đây, view custom là như vậy, nó giới hạn bởi mặt phẳng trước và mặt phẳng sau. Thì cái đó ở trong Revit nó chính là cái này, top và bottom, nó được giới hạn cái khoảng quan sát cho anh, bởi vì nó không tính nhiều hơn nữa, nó tính nhiều hơn là máy nó phân tích và chuyện ta không thấy thì điều đó vô nghĩa. Nó nói thôi, tôi nói nôm na vậy đi ha, còn cái nào tới game cũng gì đó nói chuyện đó sao. Bây giờ đây là 89, đây là 1m2, anh em nhìn vô đây nha, quay trở lại đối tượng mới nãy nè. Nếu mà nó quy định là 1m2, tôi kéo lên như này, ví dụ lên đây là 1m2, tôi cắt ngang, giả sử là vượt quá cái đầu của máy tính, tôi cắt chiếu xuống, thì cái đối tượng nào mà cũng là cái máy tính đó, cũng có màn hình máy tính, giả sử thôi, tôi cắt ngang đây đi, cắt phạt ngang đây, thì cái đối tượng nào mà bị cái mặt cut plan đó nó cắt ngang qua đó thì cái đường nét của nó được quy định bởi cut, nó chính là chỗ này. Hiểu kịp không? Còn ví dụ như giờ tôi nhìn ở trên cái bàn này là nó dưới 1m2 nè, tôi chiếu xuống thì cái đường bao thấy của cái này chính là cái gì? Là projection, là do chiếu ra mà có. Projection là chiếu ra mà có, nó không phải là do cắt. Anh em hình dung kịp không? Như vậy đi, nếu mà tôi nâng lên khoảng 9 mà tôi cắt ngang đây, xin lỗi 1m2 thì cắt ngang đây, thì rõ ràng là cái màn hình máy tính này nguyên một cái dọc nào thì chúng ta hiểu cái nét ở chỗ đó chính là cắt, dưới đó chính là projection. Vậy chúng ta nâng nó lên thì tất cả lượt vượt lên đầu của cái máy tính này, tất cả ở đây đều là projection hết. Cái đường bao của tường này là cắt. Nếu ta hiểu được điều đó thì vô trong này chỉnh mới đúng được. Tôi nói giả sử đây anh em nhìn. Bây giờ ví dụ cái tôi có cái plan screen, cái ký hiệu plan screen như mặt bằng á, anh thấy là cái chính là cái dấu này nè, đúng không? Vậy thì cái dấu đó theo anh em
nó là cách hay projection? Cách hay projection? Nó 2D mà. Nào cắt được đó hết. Nó là đối tượng 2D. Ký hiệu trên mặt bằng lúc đó mình vẽ mình đuổi không, bởi vì tôi mới cho làm cái đo. Tôi làm cái đo thì cái ký hiệu đó là đường symbolic line 2D. Cái đối tượng nó không thể nào mà cách nó được hết, nó là projection. Ok. Đang nói vậy anh em, có anh em nào không kịp không? Kịp thì hỏi nha. Vậy thì vô đây nó nói plan screen, vậy thì chú đó bề dày nét của nó được quyết định ở chỗ này nè, chứ không phải là bên này. Chứ không phải là bên này. Nhưng nó vẫn có. Đúng không? Vậy thì bên này nè, giờ màu của anh plan screen này tôi nói ok, anh đổi nó ra màu xanh này đi. Và nét của này dày lên một chút xíu, anh em sẽ thắc mắc là cái nét số 4 này tức là mấy ly, thì chuyện nó tính sao? Có phải là vậy không? Phải không? Vậy đường bao thấy cái tường này nè, cái đường này nè là cắt hay là rotation? Cắt. Chính xác. Đó là cắt. Cái đó là cái wall. Cái đối tượng đó là component của nó là cắt. Bề dày nét nó tôi có thể sửa lên. Tôi nói anh chàng đó lên số 5. Và màu của nó tôi có thể đổi ra màu xanh này. Khoan nha anh em, đây là không phải đường đó. Component, cái cạnh đó là cái cạnh mà projection wall, xin lỗi. Cái wall đó là cái chung đó, màu xanh này. Thấy nó ra đúng không? Rồi ha. Bây giờ anh em muốn thấy là cái mặt này nè, mặt trên cái mặt cắt này nó tô cái gì. Nó mời anh ra đây thêm xử nó thôi nè. Vật liệu nó là cái gì đó do anh chọn. Đổi nó qua thành vật liệu nào khác đi. Đây là phải có cái mặt cắt, xin lỗi. Nên mình nhìn lên đây cái tường đó là giả sử ở đây nè, nó có quy định ở trong cái phần wall ở chỗ đó. Tức là trong cái đối tượng này mà khi mà nhìn ở cái dạng là cái dạng của nó là cái mẫu tô của nó như thế nào ở chỗ này. Ví dụ giả sử tôi nói cái mẫu tô của anh chàng này là fill color pattern của nó. Tôi chọn một cái mẫu nào đó, tôi nói bây giờ tôi tô anh kiểu này. Và cái màu của anh là màu tím. Tất cả những đối tượng này tôi khống chế được. Vậy thì anh em hình dung được cái gì đúng không? Vì cái đối tượng furniture như này, thằng cái tường, cái đối tượng này nè, cái đường bao của cái bàn đó là cắt theo projection. Projection. Thì lúc đó mấy anh em làm ơn vô trong này chỉnh nó cho tôi. Furniture. Cái nét ở chỗ này nè. Phải không? Chỉnh nó lớn lên. 5 6 7 gì đó. Màu của nó đổi nó vào màu này được không? Vậy thì đối tượng nào trong đó là do chúng ta hiển thị. Vậy thì khi mà chỉnh như vậy rồi á, thì cho dù nó nằm ở góc độ nào thì nó cũng vậy thôi. Đó không? Đó là dự định, cái đó là thông số chung của dự án. Nhưng mà thông số chung của dự án xong anh em mới nói ở đây nè, bây giờ tôi ra ngoài này, tôi nói bây giờ tôi dùng annotate. Tôi nói ở đây nè, tôi đánh tên anh vô đây. Tôi nói bỏ cái leader này luôn đi. Đấy, đây một cái. Anh em xuống dưới nói là cái đối tượng nó không đúng thì mình sửa lại thôi. Task. Nó là đây nè. Tại sao nó ra số 1, số 4 thì chúng ta nhìn vô đây, nếu anh em nào bấm Edit Family thì mới nhìn thấy đây nó là cái gì. Đó chính là cái dấu chỗ này nè, nó chính là cái nhãn label của nó. Nó lấy cái số thứ tự mà nó đánh vô lúc mình thả vô á. Nãy tôi thả cái cửa thì tôi lên trên tôi thả hai cái, xong tôi xuống dưới tôi thả cái số 4 đó. Cho nên nãy là 1 nằm ở dưới, mà 2, 3 nằm trên, xong 4 nằm dưới. Là anh em có thể đưa con số khác, đưa bất cứ cái gì mà anh em muốn vào đây. Thậm chí anh em chế mới chỗ này nữa. Để ghi chú mà làm ăn dễ 2D là do mình. Vậy thì bây giờ tôi mới đẩy ngược cái này vô trong dự án và đè trở lại. Thì giả sử nó ra này mà nó không đúng, tôi sửa cái dấu này thành hình tròn được không? Được, dư sức. Sửa nó thành hình tròn. Như đó, bây giờ anh em mới nói là trên cái đối tượng này, đây là đối tượng chú thích, đối tượng ghi chú. Nó là như vậy thì anh em mới vô trong là Manage Offset Style, chỉnh lại mới nói là Annotation Offset. Cái đó là đo thác đúng không? Màu của anh á, là anh đổi nó ra màu tím này cho tôi. Và bề dày của anh đó anh đổi nó lên nét số mấy đó, đổi nét số 9 luôn. Ok. Thì đó là những cái quy định chung của dự án. Mấy anh em hình dung kịp không? Sau khi những cái quy định chung như vậy thì trên cái vùng nhìn, bây giờ để khoan đã.
trước khi mà tôi nói vô cái phần phức tạp hơn ở bên này, thì bây giờ anh em mới ra ngoài chỉnh các cái đối tượng này làm sao. Anh em có khoảng chừng 50 phút, vậy là 5 phút anh em làm thế nào mà chỉnh đối tượng đó và thấy nó hiện theo cái màu đúng như mình muốn, tôi sẽ nói tới phần cao hơn. Đó là quy định chung của dự án. Nhưng mà trên cái tầng 1 này thì tôi mới làm cái chuyện giống vậy nè. Tôi bấm vô cái lệnh VR trên đó, tôi mới nói vậy. Cái đo ở chỉ đó, cái màu của cái lens win đó, tôi override nó. Tôi nói cái màu đó tôi không biết, tôi đổi nó ra cái màu cam. Đường nét ra dạng chấm chấm giống vậy, bề dày nét là ra nét số 8 chẳng hạn. Đó là cái mà tôi làm khác đi so với mặc định của dự án. Anh em thấy là đây nè, trên cái tầng 2, cái này nó vẫn giữ nguyên cái giá trị cũ. Anh em mới làm khác đi, mới nói là như vậy nè. Trên cái tầng 2 này nè, tôi không muốn tất cả những cái trang nó đều xuất hiện vậy hết á. Nhưng ở đây anh em thấy thêm một cái trang nữa tên là filter, lát nữa mình nó là tức là mình lọc lựa cái đối tượng, lát nó làm lọc lựa đối tượng đó. Hai nữa là design option là cái tôi sẽ nói cho anh em luôn là phương án thiết kế. Ba nữa là phase, bốn nữa là nó thêm một cái nữa tên là workshop, tức là chúng ta làm ở chỗ này là workshop. Collaborate là workshop, chia cái công việc ra nhiều người cùng làm. Hoặc là tôi có một cái dự án lớn trên cái khu quy hoạch đó, những cái lốc nhà đó là mỗi lốc là mỗi xí nghiệp hay mỗi một nhóm làm. Tôi chia công việc để tôi phân tích nó, tôi quản lý. Thì anh em nhìn vô đây thấy rằng nó còn nhiều, rất nhiều thứ. Cho nên cái bản vẽ Revit đó, nó ra nó nhiều và nó mạnh mẽ hơn nhiều so với bản kép. Ví dụ như trên nó dùng nhìn này, tôi thấy giờ tự nhiên cái đo trên này tôi không muốn xuất hiện cái đo. Trên tầng 2 tôi buông, anh em thấy đo nó mất hết. Cái đường bao của cái tường này tôi có thể đổi khác đi, cái wall này nè, tôi override nó, override cái màu của nó. Đó là cách đúng không? Cái màu của nó tôi thích là bây giờ tôi đổi nó ra màu nào đó, màu tím này đi. Và bề dày nét là giờ đổi lớn lên số 9. Cái đặc điểm đó nó không có trên cái tầng này. Tầng này tôi là có cái đặc điểm là tôi muốn là cái wall đó ở trên này nè, ở dưới tầng đó là window là không có. Và cái wall này là cách, tôi biết nó là cách. Tôi đổi màu nó, tôi nói anh chàng đó sẽ ra màu xanh, màu đỏ này giống vậy đi. Nét nó hơi dày lên một chút xíu, ra tới khoảng nét số 6. Nó lại như vậy. Ở dưới trên này là window mất hết. Màu này ra khác. Furniture này tôi có thể đổi màu nó luôn. Tôi nói furniture này tôi đổi màu ra màu xanh. Furniture này là cái đó là projection. Cái màu của nó tôi thích nó ra màu xanh này. Cái đặc điểm nó là như vậy. Hồi nãy mình đã ra màu xanh đúng không? Không. Vậy sau khi tôi có được cái đó xong, anh em vô trong cái view nè, lưu lại đặc tính đó bằng cách là tạo template từ current view, lưu đặt đặc tính hiển thị đó để qua dự án khác. Ví dụ cái anh nào anh quản lý là cái người mà gọi là in bản vẽ xuất hồ sơ đó, thì cái anh đến mới ngồi mới làm tổng hết tất cả những cái template, những cái đặc tính hiển thị của nó lưu lại đó, là khi anh vẽ kiểu nào biết anh vô anh apply là bảo đảm ra đúng bản vẽ đó. Đó là quản lý chung của dự án, nó tạo từ template từ view. Rồi tôi đặt nói là ơi cái đó là tầng mấy, cái đó là level 1 nha, tôi lưu nó lại. Nó hỏi tôi có chỉnh sửa gì không, anh muốn chỉnh sửa tỷ lệ không của cái dùng nhìn đó, tôi apply vô là bảo đảm ra đúng tỷ lệ đó. Mà đúng với tỷ lệ đó thì ứng với mức độ chi tiết display model này là đối tượng khi tôi apply vô thì cái đối tượng này thấy hay là mờ đi, hay là anh em để cấp độ chi tiết của nó là cấp độ thô hay là cấp độ trung bình hay là tốt nhất. Rõ ràng là trong khi mà lúc mà mình làm cái family đúng không, nếu làm cái family thì mỗi đối tượng trong đó mình khống chế là nó được xuất hiện ở cấp độ hiển thị nào. Cho nên là khi mà đưa cái bản vẽ qua tôi apply, cái anh mà anh in bản vẽ là apply đúng cái template mà anh làm, thì tự nhiên cái bản vẽ nó rút về đúng tỷ lệ và về những đặc tính hiển thị mà anh mong muốn, đối tượng nó về đúng như kiểu anh mong muốn. Anh em mình dùng giống vậy. Rồi visibility, rồi anh em có những cái thuộc tính khác nữa, nhưng mà thôi để khoan đã. Vậy thì tôi lưu lại cái đó là level 1. Level 2. Tôi nói bây giờ tôi ra tôi tạo template từ view, tôi đặt tên là level 2. Nó hỏi tôi có chỉnh sửa gì nữa không? Nói trên này nếu mà có app level 2 thì anh có đổ bóng nha. Đổ bóng môi trường xung quanh có đổ luôn. Đó, nhìn xuống nó thấy nó đổ bóng ở đây. Tôi cho nó đổ bóng ở đây đi. Đó, nó đổ bóng ở đây. Nó đổ bóng. Như vậy thì tôi tạo cái template đó xong, thì tôi mới đem vô, tôi lên tôi đấy. Bây giờ tôi lấy cái template của tầng 1 apply lên tầng 2, và ngược lại xuống tầng 1 lấy template của tầng 2 apply vô, áp vô. Anh em mình nhìn kịp không? Những cái template đó hoàn toàn có thể tạo ra được bằng cách như vậy. Đi bây giờ để trước khi mà tôi nói tiếp đó, thì giờ nè anh em xuống dưới
bấm vô cái lệnh VR ở chỗ này, gõ lệnh VR cũng được, chỉnh sửa thông số, đối tượng nào thấy màu gì đâu sửa lại hết, và vô trong này tạo template cho tôi. Sau đó là đem qua những cái template khác apply, thì tôi sẽ nói tiếp cái đoạn ở phía dưới này nó là cái gì. Ok.